Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Lại chỉ bòn được nơi khổ rách. Bài viết do Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, đại dịch do virus Vũ Hán gây ra trên khắp thế giới làm chao đảo và hỗn loạn xã hội ở nhiều nơi. Từ các nước giàu có đến những nước nghèo thì tất cả đều ra sức bằng mọi cách để mà chống dịch, hỗ trợ người dân để tạm thời có được cuộc sống bình yên nhất có thể. Các nước giàu có như là Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản v.v. đã chi hàng trăm, hàng ngàn tỷ Mỹ Kim để chống dịch. Các chính phủ này đã chi số tiền khổng lồ để cấp tiền cho dân sống những ngày chống dịch, cho các cơ sở kinh doanh sản xuất bị đình trệ do dịch bệnh gây ra, để phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Không chỉ lo trong nước, những nước này còn cung cấp viện trợ cho nhiều nước khác chống dịch. Ngoài số tiền là 2.000 tỷ Mỹ Kim chi cho ứng phó dịch trong nước thì Hoa Kỳ còn cấp số tiền lên tới 274 triệu Mỹ Kim cho các nước khác, ở trong đó có Việt Nam, sẽ được nhận khoảng 3 triệu Mỹ Kim. Hầu hết những nước này đều là những nước mà đảng ta liệt vào loại tư bản dễ chết, nghĩa là những đất nước có chế độ chính trị mà đảng ta đã hướng dẫn nhân dân là cạch mặt, xa lánh từ lâu. Thế nhưng tìm đỏ mắt cũng không thấy ở các nước chi tiền như là giấy lộn, đó có danh sách của các nước anh em xã hội chủ nghĩa của Việt Nam như là Cuba, Bắc Hàn, Venezuela v.v. là những thiên đường cộng sản. Theo lời của đảng thì đó là những chế độ chỉ biết bóc lột người dân đến tận xương tủy mà không biết lo cho dân, không phải chính quyền của dân, do dân và vì dân như là ở Việt Nam và các nước cộng sản khác. Ở đó thì chính phủ gồng mình bằng mọi cách để chống dịch, đến thủ tướng, tổng thống hoặc là phu nhân hay lãnh đạo cao cấp nào cũng đều có thể dính virus Vũ Hán. Chỉ vì những chính phủ đó, lãnh đạo đất nước đó đã không ngại tiếp xúc và lăn lộn trong dịch bệnh để cứu người dân. Còn ở đất nước mà chính phủ được đảng cử dân bầu thì tuyệt nhiên là các cán bộ lãnh đạo hoàn toàn được miễn dịch với virus Vũ Hán. Ở những nước đó, không hề có một lãnh đạo nào của đất nước bị nhiễm loại virus này. Điều đó nói lên một sự thật, là lãnh đạo được bảo vệ đến mức cao nhất và chế độ đặc biệt nhất. Và đặc biệt hơn nữa, đó là các lãnh đạo đó chẳng bao giờ thò mặt ra đời sống thật sự và tiếp xúc với người dân. Nguyễn Phú Trọng là trường hợp điển hình. Một mình chiếm hai ghế to nhất đất nước, quan trọng nhất, quyền lực nhất. Nhưng kể từ ngày có dịch đến nay thì đã lặng mắt tâm. Chỉ một vài lần ngoi lên truyền hình để hô hào, để chém gió vài câu rồi lại lặng mất. Bởi vì ông ta biết rất rõ rằng virus Vũ Hán thì không thể lây nhiễm qua sóng truyền hình. Một điều nữa làm cho người dân ở các nước cộng sản ngạc nhiên đến tột độ, đó là Thủ tướng Anh bị dính dịch bệnh, cũng phải vào bệnh viện bình thường như là một người dân khác. Và thậm chí Việt Nam còn định đưa bác sĩ sang điều trị cho ông Thủ tướng nước Anh này, bởi vì đã dại dột xông pha và tiếp xúc với người bệnh để bị lây nhiễm. Có lẽ nếu bác sĩ của Việt Nam đến Anh thì trước hết sẽ dạy cho Thủ tướng Anh một điều mà đất nước này không biết và không có như Việt Nam. Có nghĩa là ở đó không có ban bảo vệ sức khỏe trung ương, không có đội ngũ bác sĩ, bệnh viện riêng cho Thủ tướng và lãnh đạo. Ở đó không có hệ thống y tế riêng để bảo vệ riêng cho các đầy tớ nhân dân. Và không chỉ là lãnh đạo mà còn cả nguyên lãnh đạo. Điều mà Việt Nam coi như là một hiển nhiên quy luật. Như vậy thì về mặt bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, cho lãnh đạo cả thế giới chắc phải đến học Việt Nam. Trở lại với chuyện chống dịch tại Việt Nam, thì như một cơ hội trong nhiều cơ hội tương tự, đó là thiên tai và dịch bệnh, thì Việt Nam lại quyết định xã hội hóa trách nhiệm chống dịch, nghĩa là vận động cả xã hội cùng nhau để chia sẻ trách nhiệm này. Bởi vì các nước tư bản tuy phồn hoa nhưng là phồn hoa giả tạo, còn chúng ta tuy nghèo đói nhưng là nghèo đói thật sự. Và việc chia sẻ xã hội hóa đó là gì? Đó là huy động tiền của những người dân cho chính phủ. Những dịp có thiên tai dịch bệnh, việc đầu tiên chính phủ nghĩ đến đó là huy động tiền dân. Điều này không chỉ là lời đồn đại, không chỉ là nghi ngờ mà đã được kiểm chứng rõ ràng. Người ta còn nhớ tại Việt Nam thì bản báo cáo thiệt hại khủng khiếp do bão lụt đã được lập rất là nhanh. Đó là một cơ hội kiếm tiền. Và bây giờ thì đại dịch cũng không khác mấy. Hệ thống truyền thông của nhà nước luôn kêu gọi và kích động bằng những người tốt việc tốt của các cụ già, của các em nhỏ trong việc đóng góp từ quả trứng đến con gà cho chính phủ để nêu gương, để ca ngợi cho cả một xã hội
học tập và làm theo. Và thậm chí, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ba, 87 tuổi, ở tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, đi bộ vượt quãng đường khá xa và mang theo 5 kg gạo đến khu vực cách ly ở xã để mà ủng hộ. Rất nhiều những tấm gương như vậy được đưa lên báo chí, nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ một tấm gương nào là quan chức, là đảng viên đã đóng góp dù chỉ một đồng cho việc xã hội hóa này. Và cư dân mạng đã chỉ ra những địa chỉ mà nhiều người đã quen thuộc. Đó là cung điện của Nông Đức Mạnh, với cả một hệ thống nhà cửa nguy nga, giác vàng, khảm bạc v.v. Và đó là những quan chức với những biệt phủ rộng lớn, nguy nga như là Phạm Sĩ Quý và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, là Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Và đó là vườn thượng uyển của bố con Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Hoặc là khu phức hợp siêu biệt thự toàn gỗ quý giá trị cả ngàn tỷ đồng của Trần Quý Rơi, là cựu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Ở tại Hà Nội, khu biệt thự kim vườn thượng uyển của Trung tướng Công an Hữu Ước, với khu đất mênh mông và những công trình không chỉ tỷ tiền mà chục trăm ngàn tỷ. Hoặc mới nhất là Nguyễn Quang Thuấn cũng là bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi đi ăn chơi về. Dù chỉ là tay phó ban lý luận, nhưng tài sản khiêm tốn chỉ gồm có 3 căn nhà kề trung tâm thủ đô, thẻ góp 3 tỷ, ăn trưa toàn là khách sạn 5 sao, luôn đi máy bay thượng hạng. Và đó cũng chưa kể đến những khu lăng mộ khổng lồ như là Trần Đại Quang, như là Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười v.v. mà chắc chắn con cháu không thể lấy nước lã mà xây nên nếu không có tiền. Với những cơ ngơi tài sản hay chỉ cần một bữa ăn của quan chức cộng sản, thì những cụ bà trăm tuổi, những cháu bé 8 tuổi kia có nhịn ăn cả ngàn năm cũng chẳng thể nào có được. Nhưng tuyệt nhiên, những địa chỉ đỏ kia không hề có bất cứ một động tĩnh nào trước đại dịch. Hệ thống tuyên truyền kia chỉ dụ dỗ bằng mọi cách, kể cả cách xảo trá bất nhân, để người dân moi nốt những đồng bạc cắt cuối cùng một cách tự nguyện. Tuy nhiên, chỉ có những người dân đen thì mới dễ bị dụ dỗ mà thôi, còn quan chức cộng sản thì chính họ thừa kinh nghiệm về những trò này. Do vậy, chẳng có một đồng cắt nào được thò ra từ các cơ ngơi đồ sộ đó. Thế cho nên, cuối cùng thì cũng chỉ có những chiếc khố rách ngày càng tơi tả mà thôi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề "Là chỉ bòn được đôi khổ rách", bài viết do Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.